hôm nay xin phép tất cả mọi người, tôi xin phép nai vấn đề nóng. Nếu ai ở trong nước muốn ban tôi, coi tôi là hán gian hay không hán gian hay là bất kỳ từ gì, tôi xin nhận hết. Còn bên những cái phía chống phá đối lập, tôi nói gửi các vị là tôi quen rồi nên là tôi không sợ. Chủ đề hôm nay tôi muốn nói về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ai muốn xin mời cùng tôi chia sẻ. Có thể tôi nói không hay, nhưng mà dưới cái góc nhìn của bản thân tôi muốn nói vì sao hiện tại bây giờ trong nước có một bộ phận bị kích động về chủ nghĩa yêu nước dẫn tới cực đoan. Nên xin phép tôi phải nói đến cái vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và xin phép được bắt đầu. Về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, tôi xin một lần nữa khẳng định quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc vừa hợp tác vừa đấu tranh. Vì sao? Vì Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, tiếp giáp đất liền đến cả biển hải đảo, nên chúng ta không thể nào có thể di chuyển được cái đất nước Việt Nam hoặc Trung Quốc ra khỏi một đất nước khác. Và hiện tại trong mùa dịch, có một số những anh em ở trong nước yêu nước và bị kích động bởi những cái hoạt động tuyên truyền ngầm để thay đổi dần dần cái tình yêu nước dẫn đến cực đoan. Nên là xin phép tôi phải nói đến những cái vấn đề đó. Như chúng ta biết, trong mùa dịch Covid này, các ca nhiễm thì tôi xin phép không được nói. Giờ xin phép không nói thì vì tất cả chúng ta đều biết rồi. Nhưng mà có một cái hiện trạng bây giờ, đó là giữa người ở trong nước yêu nước nhưng mà cực đoan quá. Vì sao? Chúng ta luôn luôn đổi là những người Trung Quốc đi sang đây là mang dịch bệnh vào. Cái đó tôi cũng không thể nào dám nói chắc là người Trung Quốc sang đây có mang dịch bệnh vào hay không. Nhưng mà tôi biết là theo Bộ Y tế công báo 100% số người từ Trung Quốc sang đây xét nghiệm đều là âm tính. Nhưng mà chúng ta cũng phải nói với nhau rõ ràng một điều. Số người Việt Nam đi làm ở bên Trung Quốc còn nhiều hơn số người ở Trung Quốc đi sang Việt Nam. Nên chúng ta có thể đổ tại. Tại vì sao? Vì chúng ta có một quãng thời gian rất dài, hơn 4.000 năm dựng nước với cả giữ nước, đó là với cả gây chiến tranh từ phía Trung Quốc sang bên Việt Nam, có 1.000 năm đô hộ. Đúng, tôi công nhận điều đó. Và kể cả cuộc chiến gần nhất là năm 79 chiến tranh biên giới, năm 88 chiến tranh để Trung Quốc chiếm giữ các đảo đá và thực thể nổi ở trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Vì sao hiện tại bây giờ các thế lực thù địch của nước ngoài đang luôn luôn đưa ra những cái nói về là phải chống người Trung Quốc với cả đẩy lùi người Trung Quốc? Vì sao? Vì hiện tại bây giờ đang có một cái thực thể, đó là NO-114 sông Hồng ở trên thềm lục địa 200 hải lý thuộc là vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Chào anh Peter Anh. Nên các thế lực nước ngoài luôn luôn muốn chia rẽ dân tộc, muốn chia rẽ sắc tộc ở trong và ngoài nước để gây nên những cái thù địch, kích động
tình yêu nước của người Việt Nam ở trong nước nên cực điểm, gây nên tình yêu nước cực đoan để chống người Trung Quốc cực đoan. Vậy để tôi nói các vị, trong một cái thế giới phẳng bây giờ, chiến tranh phi truyền thống đó là chiến tranh bây giờ là xưa rồi. Thay vào đó người ta sử dụng các loại chiến tranh đó là bất đối xứng, phi đối xứng, chiến tranh sắc tộc để chia rẽ dân tộc, và những cái cuộc chiến tranh màu hay còn gọi như là trước đó có mùa xuân Ả Rập và những cái cuộc chiến chia rẽ ở trong chính nội bộ gây nên những cái chia rẽ sắc tộc ở trong chính một quốc gia, làm cho một quốc gia đó bất ổn, để làm sao chia rẽ cái quốc gia đó gây ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, xã hội, đời sống của người dân, làm nên những cái cuộc cách mạng màu trong chính những nội bộ của các quốc gia đó. Đó là tư tưởng của những cái nước phe chống phá tạo nên ở trong các đất nước. Nếu quan hệ giữa Mỹ, giữa Việt Nam với cả Trung Quốc mà sẽ là ngừng giao thương thì sẽ là phần lớn những mặt hàng nguyên phụ liệu của các mặt hàng như dệt may để sản xuất ra hàng công nghiệp dệt may của Việt Nam đều phần lớn là nhập từ Trung Quốc. Ngoài ra thì hơn 70% các loại hàng nông sản đều nhập từ Trung Quốc. Còn các hàng phụ kiện về các máy móc thương mại, cái dịch vụ cũng đều về từ hàng Trung Quốc. Cái đó nó chỉ chiếm rất chi là nhỏ, những cái chi tiết rất chi là nhỏ. Nếu mà sản xuất ở trong nước giá thành sẽ cao hơn, vậy ai có thể thay thế? Trong khi đó các vị chống ở bên kia, tôi hỏi các vị điều này, các vị luôn luôn tẩy chay những hàng Việt Nam để chống đối lại nhà nước, nhưng mà thực ra các vị đang chống đối lại những cái người ở trong đất nước Việt Nam. Vậy tôi xin hỏi, các vị chống cái thế, các vị muốn chia rẽ giữa quan hệ Việt Nam và Trung Quốc, vậy được. Tôi hỏi, Mỹ chiến tranh thương mại với cả Trung Quốc, hay là các nước châu Âu, các nước phát triển chiến tranh thương mại với cả Trung Quốc, có lợi gì? Cuối cùng mục đích gì? Mục đích để bán được nhiều hàng hơn vào phía Trung Quốc, mục đích để có thể thâm nhập sâu hơn thị trường Trung Quốc, mục đích để chiếm giữ được nhiều thị phần và kiếm lợi được nhiều hơn ở trong Trung Quốc. Vậy tại sao các vị ngăn phía Việt Nam có thể thâm nhập các thị trường bán hàng nông sản để giúp, và những cái ngành nghề khác để giúp cho Việt Nam phát triển được lên? Vậy tôi hỏi các vị chống thế, các vị chia rẽ các quan hệ như vậy có cái lấy cái căn cứ gì, trong khi hàng các vị không mua, tẩy chay hàng Việt Nam và các mặt hàng khác? Vậy để tôi nhắc nhắc cho các vị nhớ, quan hệ Mỹ Trung không bao giờ có thể tách rời được, cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng không bao giờ có thể tách rời được. Đó là thế giới phẳng. Thế giới bây giờ chỉ cần mất một mắt xích thì sẽ ảnh hưởng đến những cái mắt xích khác, cũng như quan hệ Việt Nam Trung Quốc. Những quan hệ đó làm thế nào để có thể phát triển, để cho đời sống của người Việt Nam có thể phát triển lên? Đó là những điều nó mang lại nền kinh tế cho những người Việt Nam và cũng cả những người Trung Quốc nữa. Tôi xin hỏi các vị nghĩ cái gì khi các vị chia rẽ giữa người Việt Nam và Trung Quốc và kích động làm sao? Kích động chỉ vì những yếu tố sau: các vị muốn Việt Nam mất ổn định để các nước không thể nào đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam, làm cho nền kinh tế Việt Nam
bất ổn, chia rẽ các thành phần ở trong, gây mất ổn định của xã hội. Những cái mất bất ổn định đó sẽ kéo theo những hệ lụy là đời sống kinh tế của người Việt Nam đi xuống. Các nước sẽ không đầu tư vào người Việt Nam để chia rẽ xã hội Việt Nam ra thành nhiều phần, tạo nên những cái bất ổn đó, làm cho suy yếu cái chế độ đạo, do cái chế độ xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Vậy những cái chia rẽ đó, mục đích cuối cùng các dị vị làm gì? Chỉ làm cho người Việt Nam nghèo đói đi, làm cho người Việt Nam khổ sở đi, để kích thích cái người Việt Nam nó đi xuống mà thôi. Mục đích cuối cùng các vị cũng chỉ là để lật đổ cái Đảng Cộng sản Việt Nam, để các vị nắm quyền ở trong cái đảng này, để các vị về nắm quyền. Vậy tôi cũng phải xin hỏi lại các vị một điều, ngay với cả một tổ quốc các vị cũng chỉ nhăm nhăm chiếm hữu với cả nắm giữ, thì các vị sẽ làm được những cái gì? Một đất nước, một tổ quốc, người ta chỉ có cống hiến để cho một đất nước, tổ quốc đó, đất nước đó nó phát triển lên, chứ không phải là các vị làm cho một cái đất nước nó nghèo đói đi để đạt cái mục đích đê hèn của chính bản thân mình. Trước khi các vị muốn nắm cái quyền thì các vị hãy thể hiện cái bản chất của mình nó phải tốt đẹp, đi lên bằng cái năng lực, bằng cái kinh tế, thì các vị mới chứng minh được cho những người Việt Nam ở trong đất nước, thì chúng tôi mới tin được. Chứ lên mạng mà các vị cứ chửi bới, bôi nhọ từ lãnh tụ đến là những người cầm quyền trong đất nước Việt Nam, tôi xin nói thẳng là các vị chỉ làm cái đó là cái phản ứng ngược dành cho các vị mà thôi. Còn xin nói các vị, về quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc luôn luôn vừa hợp tác vừa đấu tranh, đó là cái điều từ trước đến nay chúng tôi vẫn luôn biết và luôn khẳng định cái điều đó. Các vị có thể kích động thêm nữa để cho những người yêu nước ở trong Việt Nam nghĩ xấu về Trung Quốc, nhưng yên tâm, sẽ có những cái người như chúng tôi sẵn sàng mang tiếng để cho các vị chửi rủa, bôi nhọ hoặc bất kỳ gì. Chúng tôi lên đây không vì cái mục đích gì cả, chúng tôi chỉ muốn một điều này: yêu nước bằng trái tim nóng, nhưng mà phải dùng cái đầu nặng để suy nghĩ, chứ không phải là những cái kích động để cho người Việt Nam yêu nước bằng cái gì? Bằng một cái đầu nóng, một cái đầu cực đoan gây nên sự bất ổn chính trị trong nước. Và cũng nhắn gửi đến những cái người nào có nghe, thì các vị hãy nhớ, dù Trung Quốc hay bất kỳ nước nào muốn đầu tư vào Việt Nam đều phải tôn trọng cái luật pháp của Việt Nam, đều phải thực hành theo cái luật pháp, mà họ còn phải bỏ tiền ra. Nếu khi họ bỏ tiền ra như vậy thì tất nhiên họ sẽ đạt cái mục đích về kinh tế là cao nhất, và phải tôn trọng cái luật pháp. Vì khi không tôn trọng luật pháp thì đồng nghĩa với cái túi tiền của họ sẽ bị ảnh hưởng. Đó là những cái điều mà tất cả ai cũng đều hiểu. Nhưng mà các vị bị kích động quá đến cái mức cực đoan, các vị không suy nghĩ được cái điều đó. Các vị kêu là cấm cửa khẩu để không buôn bán với cả giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tôi xin thưa, cái cấm cửa khẩu ấy nó sẽ làm cho ảnh hưởng ngay lập tức đến ai? Thứ nhất là đến những cái người sản xuất ra những cái hàng, những cái hàng để xuất khẩu đi Trung Quốc, nông sản, thủy sản và các ngành dịch vụ khác hiện tại bây giờ đang tăng trưởng để về các hàng như là đồ gỗ mỹ nghệ, về những cái mặt hàng công nghệ cao của Việt Nam cũng bây giờ bắt đầu xuất khẩu sang phía bên Trung Quốc. Tôi hỏi các quý vị, chia rẽ cái đó thì những cái doanh nghiệp, những cái người làm ra sản phẩm đó họ bán cho ai?
các vị có mua không? Tôi hỏi, các vị có thể mua một cái, hai cái, nhưng mà các vị có mua được hàng nghìn, hàng trăm nghìn cái không, hay hàng triệu cái không? Tôi hỏi các vị điều đó. Trong khi đó, muốn xuất khẩu được cái hàng đó phải đạt được cái tiêu chuẩn của một quốc gia. Vậy, còn những quốc gia khác thì sao? Trong khi đó, phía Trung Quốc ngay gần Việt Nam, chi phí vận chuyển nó sẽ thấp hơn so với cả các nước như Mỹ và EU, Nhật Bản, Hàn Quốc vận chuyển xa hơn, giá thành nó sẽ đội cao hơn và đòi hỏi về công nghệ nó sẽ cao hơn. Vậy, xin hỏi, chúng ta lại phải nhận lại một điều, đó là công nghệ của Việt Nam đã đạt đến trình độ công nghệ của các nước phát triển chưa? Tôi xin nói thẳng là nhiều phần của Việt Nam còn chưa đạt đến công nghệ của các nước khác. Nó chỉ có một vài các thành phần, một vài các doanh nghiệp đạt được công nghệ. Ngoài thì tôi xin hỏi các vị có muốn đi mang một thứ đi xa mà bỏ cái chỗ gần để có thể phát triển được không? Các vị sẽ đi như một đứa trẻ. Vậy tôi sẽ nói là Việt Nam mới có hết cấm vận được mấy chục năm, thì chúng ta trước khi biết nẫy xong thì chúng ta phải biết bò, mới nò dò để biết đi được. Sau biết đi thì bắt đầu mới tập chạy được, chứ chúng ta chưa thể là biết đi mà đã biết chạy được, hay vừa mới ngồi trong lòng mẹ mà chúng ta đã thoát ra chúng ta chạy được. Chào Thương Ngọc nha. Các vị muốn chia rẽ được thôi, vậy các vị mang cho chúng tôi, những người trong Việt Nam, một cái phương án tối ưu để có thể cắt cái quan hệ giữa Việt Nam với cả Trung Quốc. Các vị trả lời hộ tôi bằng phương án nào. Đừng có kêu là thay vì là không xuất khẩu sẽ là đưa xây toàn bộ các loại resort để đưa khách quốc tế vào, cái đó là không tưởng. Hay là để là liên kết để buôn bán cả quốc tế, các nước Mỹ, châu Âu, vận chuyển quá xa, công nghệ chưa tới, cái đó cũng chưa tưởng. Cái đó Việt Nam đều tính rồi. Cái đầu của những cái người cầm quyền hơn cái đầu tôi gấp 1.000 lần, và thậm chí gấp 10.000 lần, cả triệu lần. Nhưng mà ngay những cái khái niệm đơn giản như vậy tôi còn có thể nghĩ được. Vậy những cái người hoạch định kinh tế, người ta có nghĩ được không? Tôi đảm bảo các vị, người ta còn nghĩ xa hơn. Vì sao các vị muốn chia rẽ giữa là mối quan hệ vừa hợp tác vừa đối đầu giữa Việt Nam và Trung Quốc? Vậy tôi xin hỏi lại các vị, cả thế giới, Mỹ và EU, Nhật Bản, Hàn Quốc với cả các nước khác, các vị có sẵn sàng từ bỏ một cái thị trường đông dân nhất thế giới chiếm trên 1,4 tỷ dân không? Tôi nói các vị là không bao giờ. Người ta còn làm đủ mọi cách để có thể chia cái miếng bánh vẽ ở trong thị trường Trung Quốc để có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn. Gần đây nhất như thế nào? Nhưng mà như cuộc chiến biên giới gây sự giữa Ấn Độ với cả Trung Quốc, mọi người đều hỉ ha. Nhưng mà xin hỏi các vị, tẩy chay các thương hiệu và hàng Trung Quốc thì họ sẽ được cái gì? Gây nên cái làn sóng tẩy chay Trung Quốc, thì ngay lúc đó Trung Quốc sản xuất ra hàng loạt cái áo chống Trung Quốc, giày chống Trung Quốc, các đồ chống Trung Quốc, và những cái nguyên phụ liệu nhập vào bên Ấn Độ nó bị đình trệ, nó không thể nào thông quan được. Vậy xin hỏi, đó có phải là cách nghĩ của một người mang cái tầm chiến lược không? Mà tôi chỉ là một dân thường mà thôi, tôi không có một cái gì cao siêu. Tôi còn nhìn thấy ra những cái góc khuất của cái mặt như vậy. Xin gửi đến các vị này, từ một người dân thường như tôi, đến cho các vị muốn đấu tranh với cả một đất nước ấy, thì phải tôn, thứ nhất phải tôn trọng những cái văn hóa của một đất nước đó, và tôn trọng những cái người mà người dân của nước đó tôn thờ, và phải tôn trọng lại những lãnh đạo của đất nước đó đang đưa dân Việt Nam lên phát triển, thì
các vị mới có thể lấy được chút cảm tình của người Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái điều đó các vị đều đạp đổ, các vị đều giày xéo, đưa lên trên các mạng, đưa lên chỉ bôi xấu và lăng mạ chửi rủa. Các chị, các vị toàn bới đống rác ra để ngửi những cái phần xấu xa, thối rữa, bỉ ổi, vô liêm sỉ. Thì các vị không thể nào có thể lật đổ một cái đất nước mà đang phát triển, dẫn tới một người gì, một cái đất nước đang phát triển như bây giờ. Đó là những cái lời tôi muốn gửi đến cho các vị. Để tôi nói với các vị những cái điều đó, vậy tôi vẫn gửi đến các vị, các vị hãy đưa ra một cái phương án tối ưu để cho Việt Nam không buôn bán cả Trung Quốc nữa. Nhưng mà trước tiên các vị chống xuyên tạc thì các vị ở tại nước đó, ví dụ như là thủ phủ chống cộng như ở bên Mỹ đó, các vị gửi thỉnh nguyện thư đến là Quốc hội, yêu cầu gửi đến là yêu cầu là Mỹ tách ra khỏi, đừng có buôn bán với Trung Quốc nữa, gửi đến các tập đoàn là lớn nhất của Mỹ, đừng có buôn bán cả Trung Quốc nữa. Các vị có làm được không? Tôi đảm bảo các vị không làm được. Đến cả chính phủ của Mỹ, đến cả Tổng thống Donald Trump yêu cầu gửi đến là các tập đoàn công nghiệp của Mỹ là không buôn bán cả Trung Quốc, họ đều phớt lờ. Tại vì sao? Tại vì họ bỏ tiền ra để vận, để cho Tổng thống vận động để lên làm Tổng thống. Nên là những cái đó các vị không thể làm được. Còn các vị ở châu Âu, các vị thỉnh nguyện thư lên hội đồng EU để là tách khỏi EU ra khỏi Trung Quốc, không buôn bán Trung Quốc nữa, các vị làm được không? Các vị ở bên châu Đại Dương, các vị làm đi. Các vị bên Nhật, bên Hàn, làm đi, xem có tách rời được không. Mà các vị kêu là Việt Nam ghét Trung Quốc, Việt Nam tách Trung Quốc, vậy tách đi. Tôi xin hỏi, trước khi các vị kêu là Việt Nam kích động người Việt Nam để tách ra khỏi Trung Quốc, các vị hãy vận động chính cái nước của các vị làm tách ra trước. Các vị hãy vận động để xây dựng cái phương án nào đó nó tối ưu nhất để Việt Nam không buôn bán về Trung Quốc nữa. Các vị hãy vận động những cái nước đó mua những hàng Việt Nam chất lượng cao đó, những cái hàng nông sản đó, những cái hàng Việt Nam sản xuất ra đó, mua mạnh lên, mua nhiều hơn lên, đừng mua hàng Trung Quốc nữa mà hãy chuyển sang mua hàng Việt Nam đi. Khi làm được những cái đó, những cái giá trị thương mại giữa là Việt Nam và Trung Quốc nó được đảm bảo ấy, thì chúng tôi sẽ tách rời ra khỏi Trung Quốc ngay lập tức. Nhưng mà cái điều đó là cực kỳ là không tưởng đối với các vị. Tôi nói thẳng, đó là cái điều cực kỳ không tưởng đối với các vị. Nên là các vị cứ mơ đi. Quan hệ đó các vị không bao giờ có thể tách rời được. Tại vì Việt Nam không thể nào di rời ra được, xa không thể di rời ra được khỏi Trung Quốc, mà luôn luôn nằm cạnh Trung Quốc, núi liền núi, sông liền sông, biển liền biển với cả Trung Quốc rồi. Và cái tinh thần đấu tranh của người Việt Nam đối với cả người Trung Quốc không phải trải qua 1 năm, 10 năm, 20 năm mà hàng nghìn năm rồi các vị ạ. Đó là những cái điều tôi gửi đến các vị đó. Đấy, tôi mở ra cho các vị, các vị trả lời cho tôi và xây dựng nguyên phương án đó, tiêu thụ các hàng hóa Việt Nam, tẩy chay hàng Trung Quốc ở chính nơi các vị, để chống đối đi, xây dựng cho là người Việt Nam thấy cái phương án nào tốt nhất để không buôn bán với người Trung Quốc đi. Câu trả lời đó tôi gửi đến các vị đó. Đó là hôm nay điều tôi muốn nói. Xin chào tất cả mọi người, chào các anh chị.